Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chiếc xe Grand Club cuối cùng trong năm 2019. Đó chính là chiếc 66 Supernova. Chiếc xe này được thiết kế dựa theo mẫu kẹo Tutsi của bên Mỹ, với cái màu thiết kế hộp, màu xe cũng như là cái vỏ bên trong nó giống như là một viên kẹo rất ngọt ngào. Và giờ đây chúng ta sẽ mở nó ra. Thì ở đây chúng ta sẽ vẫn có là hai cái siêu dán bình thường trong cái hộp. Thì bên trong này nó rất đặc biệt các bạn. Nó được làm theo hình viên kẹo chứ không có bỏ vô cái hộp mica hay là hộp nhung như những lần trước. Thì đây là mình mở ra luôn. Do chiếc xe này là mình sưu tập, mình chơi cho nên là mấy cái này mình mở ra luôn cho nó thoải mái, không có vướng bận gì hết. Chúng ta sưu tập là chúng ta phải cầm nó trên tay. Cái cảm giác mở nó rất là đã. Rồi đây. Như ban đầu thông tin đưa, đây là một viên kẹo tròn ngoài, nó giống như là một cái viên kẹo lớn hơn. Đây, chúng ta mở luôn. Bên trong nó là gì đây? Bên trong là một chiếc xe 66 Supernova. Và chiếc xe này nó bị nhổng cái đầu xuống, gần cái đít lên. Của mình là không có bị bể. Đây được làm bằng nhựa. Và ở dưới này cũng có hai cái miếng siêu nữa. Mình gỡ luôn. Hút bệnh. Cái này nó gỡ một bên là chúng ta đem này là dựng đứng được. Do vận chuyển hay như thế nào đó, đóng gói thì nó như vậy. Thì bây giờ như này. Khá nặng. Ở đây chúng ta có một cái hộp. Và cái đáy nó là đáy bằng chứ không có tròn luôn. Thì ở đây rất là hay nha. Ở đây nó do là cái miếng nhựa bên ngoài nó thiết kế thôi. Còn bên trong này nó vẫn là một cái trụ tròn. Đó. Thì hai bên này nó được làm mặt phẳng cho nên nó sẽ tạo ra được cái dáng đứng. Bên trong này nữa, đó là chỉ là miếng giấy cuộn tròn lại và cái logo Hot Wheels. Thì những cái này làm rất là công phu, rất đã. Rồi, phần chính của chúng ta sẽ nói về chiếc xe Tutsi Roller. Đây là một chiếc gasser cũng rất nổi tiếng ở Mỹ. Nó giống như là 55 CV Bel Air gasser. Tuy nhiên về cái độ hot cũng như độ ưa chuộng thì nó tính nó là cái gasser nó ngon hơn 55 Bel Air gasser, nó ngon hơn bởi vì cái thiết kế của nó rất là hài hòa. Cơ bản nữa là cái dòng 55 CV bình thường nó cũng đã đẹp rồi, mà nó lên gasser nó còn đẹp hơn nữa. Thì cái dòng 66 CV Nova này nó cũng tạo nên một cái thương hiệu của riêng nó. Tám máy. Cái máy được làm rất đẹp, nó là chi tiết tuyệt vời. Nó không có được cổng dây cura thôi, nhưng mà nó được sơn đen nha các bạn.
còn hai cái chụp bê tông lại thì được sơn đỏ. Quá tuyệt vời. Thì những cái dòng racer này nó chuyên để mà chạy với tốc độ cao ngay từ lúc xuất phát, cho nên cái bánh sau nó luôn luôn lớn để tạo cái độ man sát lớn, và bánh trước thì không cần, chỉ để chạy đà thôi, cho nên bánh trước rất là nhỏ, để nó giống như là nó thiết kế khí động học của nó, với lại là nó giảm cái trọng lượng của xe, mà tất cả đều dồn về phía sau, và tất cả những xe này đều là cầu sau hết, cho nên là mỗi một lần đua là nó sẽ như nó rắc đó, yeah. Được đã. Cái này, cái cục này chắc có lẽ là để ở sau để mà nó cạ, lúc mà nó nhổng đầu lên nó cạ, nó không có lật luôn. Từ đây màu chrome, màu brown này nó giống như là màu kẹo cùng với một số cái logo của nhà tài trợ. Bên đây là Tutti Tutti Roller, màu thương hiệu đã được đăng ký độc quyền. Bánh xe cũng có thương hiệu luôn. Máy thì chiếc xe này nó được sơn, màu sơn rất đơn giản nhưng cấu tạo cái máy móc rất chi tiết, cái máy rất đã. Những chiếc xe máy lồi mà được sơn như thế này á thì phải nói là nó rất là công phu. Cái này mình nghĩ nó là không phải sơn tay đâu, phải làm một cái gì đó nó mới đều và đẹp như vậy. Cái này nếu mà sơn tay chắc chắn nó sẽ bị lem, nhưng mà cái chiếc này nó cũng lem nha, nó cũng lem mà nó cũng vướng cái bà nhớ. À, không sao, cái chiếc mình khui ra thì nó có sao thì mình để vậy thôi. Và cái chiếc của mình là có cái số là 7161 trên 12.500, một cái số tương đối dưới giữa. Thì với chiếc Nova này vào năm 2017 có một đợt selection, tuy nhiên là mình không có tham gia đợt này bởi vì cái thời điểm đó mình cũng không có sưu tập Tesla nó nhiều, mình chỉ sưu tập những chiếc ra thôi, còn mấy chiếc này mình không có thông tin nhiều á. Bây giờ mình được Nhật Hồ tặng, Nhật Hồ tặng vào dịp gửi xe về lần thứ hai. À, vâng, cảm ơn Nhật Hồ rất là nhiều về chiếc xe này. Thì mình cũng giữ nguyên luôn, mình không có mở ra. Thì so sánh hai chiếc này thì nó giống nhau, thì cùng một đời mà nó giống nhau, nhưng mà cái chiếc đầu tiên thì họ làm không có chi tiết bằng, có đầy đủ hết, vâng, y chang không có gì khác hết. À, chỉ có khác mỗi là cái máy được sơn thêm hai cái nắp chụp bê tông thôi. À, rất đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.